Nhưng mà sự việc lần này có nhiều điểm rất đáng ngờ. Ở Quan Đức Điện, Dayaka và Tamaka đều không có vẻ gì là đau lòng, giống như hai huynh đệ đã thỏa thuận nhau từ trước. Ngươi điều tra cho kỹ. Dạ. Chú Tử, Từ Ninh Cung đã đến truyền lại mấy lần, mời người lập tức tới đó. Mấy lần rồi? Dạ. Con nói là chuyện gì không? Không biết nữa. Đi thôi. Như ý, nếu con đã đến rồi, vậy con nên vẽ cho Aya đi. Dạ. Nét vẽ rất tốt, vẽ rất khéo đó. An gì mà hai vị hoàng tử đều bại trong tay của con. Xin thấy hậu minh giám, thần thiếp vốn không có ý đó. Con không có ý đó, vậy thì còn ai nữa?